Hello các bạn, gia đình mình hôm nay đang trên đường đi lễ nhà thờ nữa nè các bạn. Thì hôm trước có một em hỏi Thư về những hãng xưởng ở Oklahoma đó. Thì đây là hãng Dell, hãng này nằm sát bên cạnh xa lộ 44 nha. Hãng Dell cũng rất là lớn đó, đang tuyển cho những người nào làm IT. Nhà thờ sắp sửa đón mừng năm mới, Tết Nguyên Đán, cho nên Thư thấy có đem một cái phong pháo ra rất là to để sẵn ở đây, để tí xíu nữa thì mấy chú mấy bác sẽ treo nó lên. Tết năm nay nhà thờ không có múa lân cũng như là không có đốt pháo giống như mọi năm, tại vì bị cái dịch cúm Covid đó, cho nên mọi thứ đều hạn chế hết luôn á. Không có linh đình rình rang giống như mọi năm. Xa xa kia Thư thấy họ cũng đang chuẩn bị một cây mai giả. Cả đoàn đang tập hát để chuẩn bị cho thánh lễ 11 giờ. Đó, trước cung thánh đường Thư thấy cũng có trang hoàng những cái câu đối, rồi hoa cúc. Cầu mong sao năm nay mọi sự bình an may mắn hơn năm cũ. Xong rồi bây giờ gia đình mình sẽ đi ăn điểm tâm, tại vì bây giờ còn sớm quá đó, nên là cái nhà hàng Phùng Kitchen đó họ chưa có mở cửa. Mình ghé vô nhà hàng Grand House mình ăn tiếp. Hôm trước có em nói Phùng Kitchen ngon hơn đó, chị cũng thấy vậy, nhưng mà giờ họ chưa mở cửa đó nên mình ăn đỡ bên này. Bỏ luôn cả. Hai đứa con trai của Thư tự vì kêu tụi nó dậy sớm để đi lễ sáng sớm nên hai đứa cũng hơi đói nè, vô cả là ăn liền luôn. Không lấy một cái beef, một cái shrimp hả? Tôm dở hả? Cái cân chì và cái cân chì bạn tỏ rất ngon. Ăn sáng xong rồi thì gia đình Thư ghé qua bên chợ Chinatown. Chợ này thì nằm đối diện với lại cái nhà hàng điểm tâm Grand House lúc nãy Thư mới ăn luôn đó các bạn. Hôm nay Thư thấy chợ không có đông đúc như mọi năm, ít xe quá. Đó, ở bên trong chợ người ta có bày bán mấy cái dây đỏ, dây may mắn để treo lên trên những cái cây quất hoặc là cây hoa mai nè. Ở đây có bán cây thần tài nữa. Rồi cái này họ có bán hoa lion màu đỏ đó các bạn. Bánh tét, bánh chưng, họ chưng đầy hết luôn ha. Cũng ít có thấy có người nào mua lắm. Đó, quang cảnh chợ Tết đó các bạn. Đây nè, chỗ này họ để hoa nhiều lắm nè. Thư cũng lấy một bó. Tại vì Tết Nguyên Đán mình chưng hoa lion để cầu may mắn đó các bạn, xua đi những cái xui xẻo. Thư nghe nói vậy. Hoa lion tươi quá các bạn ha. Búp nào búp nấy nó còn xanh rờn nè. Cây cúc cũng đẹp quá ha. Mà chân ở dưới tờ ông đâu nào. Cái này chân ở đâu bên này thờ? Cái này bao nhiêu chậu? 24 đồng. Mà chậu này giống như nó chưa có nở. Đẹp quá ha, chậu này đẹp. Hôm nay Thư đi chợ Tết á, thấy người ta bán lá chuối quá chừng nhiều luôn. Lá to to không mà nhìn thấy ham quá, cho nên Thư dụ anh Thành mua hai bị về để làm bánh chưng.
anh Thành anh làm cho Thư một cái khuôn tạm bỡ bằng giấy cà tông á các bạn. Giờ thì Thư cắt sẵn lá chuối á, để tí xíu nữa đi qua nhà mẹ Thư ăn trưa về rồi Thư sẽ gói bánh chưng ha. Em chưa đảm bảo dai hả mẹ? Nó phồng lên vậy á hả? Nó giống như cái bánh tiêu vậy ha. Hôm nay là chưa ướt chưa? Hôm nay trời lạnh lắm các bạn. Ở bên ngoài chắc bây giờ cỡ khoảng chừng 30 mấy độ F à. Gần âm độ C rồi. Wow. Chả cá nghe làm là thôi chứ. Rồi giờ sao đây? Muốn làm sao đây? Ngon hết sảy. Hết sảy con bà bảy luôn. Giờ anh Thành anh nhúng tôm với lại khoai nhúng chiên bột. Bột ăn nó đỡ nghe. Rồi nó rớt. Trời ơi, con chiên vậy là con mẹ thấy không được. Chiên bỏ đũa được. Nó dính mà mẹ, nó dính con tôm vô rồi, dính. Đó. Sạch nghe, sạch nữa. Cái này nó cái xài nhựa nó xài được, nấu được, nhiều nó ăn. Xài được. Một rổ rau xà lách. Rau xà lách nữa. Ủa xe chứ làm sao đến là Hàn Quốc, Hàn Quốc nó mới nhiệt được coi như nó là coi như là nước mắm mình làm. Số 1 của mình làm nước mắm nè. Hấp dẫn ha. Để ăn chung với lại bánh khoai chiên. Bánh khoai tôm. Bây giờ nhà mình sẽ vừa ăn bánh khoai tôm chiên rồi vừa hát karaoke lai rai những ngày cuối năm cũ và bắt đầu qua một năm mới. Lần đầu tiên Thư gói bánh chưng á các bạn, cho nên là cũng không biết là nó ra sao đây. Nhưng mà mình cũng học hỏi kỹ lắm rồi đó. Cho nếp vô rồi bây giờ Thư cho cái đậu xanh nè. Đậu xanh thì Thư cũng đã ướp dầu hành phi rồi tiêu rồi muối đầy đủ rồi. Đường nữa cho cái gia vị nó thấm mà nó vừa ăn á. Rồi cái thịt heo này, thịt ba chỉ này thì Thư lựa cái miếng mỡ nhiều. Ướp hành tím, tiêu rồi mắm muối đầy đủ. Bỏ thêm một lớp đậu xanh chèn bên trên cái miếng thịt nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ rải nếp ở bên trên cùng để che lại hết cái đậu xanh và cũng giống như là nó đầy lên trên cái khuôn á, để khi mình gói cái bánh nó chắc hơn. Lần đầu tiên Thư gói cho nên cũng chưa có kinh nghiệm á. Thư bỏ cái nếp nó còn hơi trũng ở dưới nè. Đó, cho nên tí nữa Thư gói ra cái bánh cái cạnh của nó hơi bị chạy, nó không có được chắc. Nhưng mà cái bánh thứ hai anh Thành gói thì nó rất là chắc luôn đó các bạn. Đó, những cái lá là Thư đã đo sẵn trước hết rồi. Rồi Thư cắt sẵn á. Thì Thư thấy gói bánh chưng á, nó cũng khá dễ. Mà chỉ là nó hơi hao lá thôi. Với lại mình phải khéo tay một tí xíu á, thì ra cái bánh chưng nó mới vuông, nó đẹp á. Còn gói bánh tét thì Thư thấy nó đơn giản hơn gói bánh chưng. Đó, Thư cũng học hỏi được cái cách mà xếp những cái cạnh bánh chưng cho nó ra thành những cái hình nó đan vô nhau á, nhìn cho nó đẹp mắt nè. Thì Thư thấy ngày Tết á, mình có bánh tét thì cũng được rồi. Ăn bánh tét thì nó cắt ra nó dễ, rồi dễ cho mình bảo quản hơn là bánh chưng. Bánh chưng mình cắt là mình phải cắt nguyên một cái ra luôn. Nhưng mà có cái bánh chưng hình vuông đó, khi mà mình bày lên những cái mâm cỗ mình chưng đón Tết á, thì nhìn nó đẹp ha. Cho nên là Thư quyết định Thư chỉ có làm hai cái bánh chưng thôi. Nhưng mà anh Thành anh làm cái khuôn hơi lớn. Đó, mình làm xong một mặt rồi bây giờ mình úp cái thớt ngược lại rồi mình làm cái mặt ở dưới này. Mình lót thêm càng nhiều lá càng tốt đó các bạn. Thì để cho nước nó không có bị thấm vào bên trong. Là cái bánh chưng nó được kín, nó chắc. Thư nghĩ là sang năm thì Thư sẽ gói bánh chưng nhiều hơn bánh tét. Tại vì năm nay Thư đã gói bánh tét nhiều rồi đó, cho nên Thư chỉ có gói chơi chơi thêm hai cái bánh chưng nữa thôi. Nhưng mà Thư thích gói bánh chưng hơn, tự làm ra cái bánh nhìn thấy nó đẹp lắm. Mà gói cũng thấy cũng đơn giản chứ không có gì là khó.
Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Lần đầu tiên gói mà như vậy là cũng cảm thấy rất là mãn nguyện đó các bạn. Đó, cái bánh chưng ra nó vuông vắn như vậy đó. Gói xong hai cái bánh chưng rồi thì mình bọc thêm một lớp giấy bạc ở bên ngoài để cho nước nó không có đi vô bên trong cái bánh chưng. Tại vì bánh chưng thì mình xếp lá nó cũng mỏng manh hơn là cái bánh tét mình gói cái lớp lá nó dày á. Đó, mình bỏ hai cái bánh chưng dựng đứng lên như vậy và nấu 8 tiếng đồng hồ. Sáng mai là mình sẽ có hai cái bánh chưng chín và mình sẽ có bánh chưng để mình chưng Tết rồi các bạn ơi. Còn có 3 ngày nữa thôi là tới Tết Nguyên Đán rồi, nôn quá là nôn. Các bạn nhớ đón xem video chuẩn bị đón Tết của Thư kế tiếp nhé. Xin chào các bạn.